Các bạn ạ, vì thế cho nên là mình sau khi mà mình phát hiện ra là sau khi mà mình bắt đầu hiểu cô Tùng Chim Côi nói cái gì rồi thì mình cảm thấy rất là thú vị, bởi vì thời gian đi dạy của mình này, sau đó là thời gian đi dạy thì có thể buổi sáng buổi chiều, có khi còn ra học buổi tối, ở Trung Quốc người ta học buổi tối, thế nhưng mà chỉ cần có thời gian thôi là mình ngồi mình xem, mình vẽ chữ và mình bắt đầu hiểu. Mình nói theo người ta, mình hiểu được người ta. Và sau đó thì mình bắt đầu biết viết chữ. Nhưng mà nói thật là cô biết nghe nhiều hơn là nói. Lúc đầu nói thì mình không biết là vì mình làm việc ở Nam Ninh, Quảng Tây mà, cho nên là cái vùng đấy là cái vùng nhà quê của Trung Quốc. Người ta nói tiếng Trung thì nó nghe nó cứ pẹt 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 ra mà mình rất là ghét, không muốn học. Thế còn cô Tùng Chiêng thì đương nhiên cô là phát thanh viên, người dẫn chương trình nổi tiếng nên cô nói rất chuẩn rồi. Thế và mình học theo cô ấy. Nhưng mà học theo cô ấy mà đi ra ngoài nghe người ta nói cái tiếng Nam Ninh là nó cũng bị ảnh hưởng vào tai. Nên là và sau đó thỉnh thoảng xem một số cái bộ phim truyền hình ấy, thấy ngày đấy mình còn không biết là truyền hình nào của Đài Loan, truyền hình nào của Đại Lục cơ. Thế và nghe người Đài Loan nói thì cái điệu nó cứ chảy dệt ra. Vì thế cho nên là hồi đầu tiếng của mình á, tiếng Trung của mình nó là cái tiếng tạp phí lù ấy. Vừa có tiếng của cô Tùng Chiêng, vừa có tiếng bởi vì mình mô phỏng rất tốt, vừa có tiếng phim truyền hình Đài Loan bởi vì là thấy người ta nói nó cứ điệu dài ra, rồi sau đó lại bị ảnh hưởng bởi cái âm của người Nam Ninh nữa. Và rất là đau khổ bởi vì điều đó, bởi vì và thứ hai nữa là vẫn ngoài cái vấn đề về phát âm ra còn có vấn đề khác, đó là sử dụng từ câu câu có mình kể cho các bạn nghe một cái chuyện cười, đó là có lần mình đi xe buýt. Thế thì ở trên xe buýt ấy, mình cứ nghe thấy một câu này. Khoai tàu chơ chăn là chỉnh nín tai hảo Xuế sân u pỉn. Thực ra nó là xuế sân u pỉn. Xuế sân là cái đồ của mình ấy, xuế là mang theo ấy. Nhưng bởi vì lúc đó mình mới tự học tiếng Trung nên mình nghe cái cảnh xuế sân u pỉn. Sau đó mình quái, ở trên cái xe buýt này ngoài thì đúng là có nhiều học sinh sinh viên thật, nhưng mà mình thấy có cả người đi buôn này, người bán hàng này, rồi các cụ già nữa, sao ai cũng là xuế sân thế nhỉ, và mình rất ngạc nhiên. Sau đó thì mình đem mình ghi lại cái từ đó và mình hỏi một vài người bạn thì người ta cười lăn cười bò ra, người ta bảo là bà ơi nó là xuế sân u phịnh, nó là cái đồ mang theo người ấy, cái đồ của mình ấy chứ không phải là xuế sông là học sinh. Ôi trời ơi đấy các bạn ạ. Thế và sau 6 tháng tự học thì mình thi được HSK cấp 6 của bản cũ. Thực ra điểm là của cấp 8 nhưng ngày đó là bạn đăng ký, bạn cứ đăng ký thôi, nộp tiền và sau đó điểm của bạn như nào người ta chiếu sang. Ví dụ như tổng điểm là bao nhiêu thì đạt cấp mấy, nhưng mà người ta có một điều kiện đó là cái môn nào đạt bao nhiêu điểm thì bị đánh hạ. Môn đọc hiểu của mình là mình rất kém bởi vì từ nó khó quá các bạn ạ, từ khó, ngữ pháp rất là khó. Cho nên là mình bị điểm của cấp 5, nhưng điểm môn nghe của mình là điểm cao nhất 100 điểm đấy. Rất là siêu các bạn ạ. Mới học tự học có 6 tháng mà nghe được 100 điểm của cái bản cũ không phải đơn giản. Thế và sau đó thì 100 điểm mà cộng với lại là cái điểm 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 gì đó. Thế và phần mình nhớ là phần đọc hiểu của mình là kém nhất và phần viết còn đỡ, nhưng mà nói thật là viết ngày đó nó cũng đơn giản, đó là viết chỉ có chữ đơn thôi. Thế và cuối cùng mình bị đánh tụt xuống là cấp 6. Nhưng mà cấp 6 với một cái người tự học tiếng Trung trong vòng 6 tháng thì đấy cũng là một điều đáng để tự hào rồi. Vì thế cho nên là mình nghĩ rằng ngày hôm nay chia sẻ cái clip này với các bạn thì không phải là khoe khoang. Tôi không khoe khoang bởi vì tôi không thích chia sẻ ở YouTube vì các bạn không biết về tôi. Nhưng mà đành phải như thế để có thể là một cái động lực để động viên các bạn. Tất nhiên bây giờ sau này thì tôi đã lấy được bằng thạc sĩ dạy ngôn ngữ thứ hai tại trường đại học rất danh giá ở Trung Quốc là trường đại học Phúc Đán. Và tôi thi đỗ vào Phúc Đán cũng bởi vì khi mà tôi đi năm 2009 tôi quyết định đi học thạc sĩ thì vì chị gái tôi đang học ở đại học Phúc Đán cho nên là tôi đi theo thôi. Thế là nhớ chị quá, quý chị quá nên đi theo với mục đích là nấu cơm với chị ăn. Thế thôi chứ còn cũng không nghĩ là đại học Phúc Đán lại danh giá đến như thế. Tôi không biết gì về Đại học Phúc Đán cả. Và tôi đi thi. Khi mà tôi đến trường thì tôi thấy rằng tôi bị sốc bởi vì trường quá đẹp.
Nếu như mà các bạn xem YouTube của tôi, các bạn để ý và thấy rằng trường Phúc Đán thực sự là một ngôi trường mà cái khuôn viên của trường cực kỳ đẹp, phong cách rất Tây và lại cũng rất truyền thống. Nó sang lắm các bạn ạ, một bầu trời sang chảnh. Ở cái năm 2009 thì chưa có từ sang chảnh, nhưng đúng thực sự Phúc Đán là một cái bầu trời sang chảnh. Hoa trời ơi, những cái vườn hoa trường xuân, rồi cái hoa gì giống như hoa chuối mén, đẹp lắm các bạn ạ, quy hoạch cỏ có xanh gì đẹp quá. Thế và tôi đứng ở trên cái lầu, đứng ở bên dưới cái lầu Quang Khoa như tòa tháp đôi ấy. Ok, tôi biết rồi, tôi sẽ trượt nhưng không sao cả, tôi cứ đi vào đi thi. Khi vào đi thi thì thấy một bạn người Hàn Quốc, nhìn bởi vì phong cách của bạn biết người Hàn Quốc, để một chồng sách như thế này ngồi xem. Bạn ấy khoe với tôi là tao vừa mới trượt trường đại học Bắc Kinh xong nên là phải cố gắng để thi đỗ vào trường này. Thế và bạn ấy hỏi là thế bạn đọc sách gì, bạn đang ôn thi cái gì. Mình là không biết, không biết một cái gì hết, vì tôi không phải là dân tiếng Trung mà, cho nên là tôi không biết một cái gì hết. Thế và đi vào thi thì thấy các bạn cứ lần lượt vào thi, vào thi, vào thi. Đến lượt mình thì mình vào, mình nhìn thấy hai thầy ngồi ở đó, nhìn thấy một cô kiểu như thư ký ngồi ở góc này. Thế và mình biết là hai thầy ngồi thẳng mặt cửa thì chắc chắn là giám khảo rồi, cho nên là mình cúi lưng mình chào các thầy trước và mình quay ra mình chào cái cô thư ký sau. Thì mình không biết người ta là ai, đều là lão sư hết. Thế và mình chào là các vị lão sư, chào sang họ. Thế và mình quay ra mình chào nhẹ cô kia là lão sư họ. Hai thầy kia quay, một thầy trong số hai thầy hỏi mình là nǐ zài Bèijíng nǎ ge dàxuè dú bǒng khè de? Ừ. Bạn học, em học. Ừ. Em học đại học, em học hệ cử nhân ở trường đại học nào của Bắc Kinh. Tại sao thầy lại hỏi mình câu đấy? Bởi vì có lẽ là thầy nghe thấy mình nói cái âm cong lưỡi của người phía Bắc và không giống như là người nước ngoài nói tiếng Trung. Thế và mình cười, lúc đó mình vẫn đang đứng. Thế và mình cười và nói rằng: "Ồ, ủa bố trẻ Trung Quốc tú bẩn khơ đà, ủa tờ hai nghỉ sư tự chỉ xế đà." Có nghĩa là em không học đại học ở Trung Quốc và em tự học tiếng Hán, tiếng Trung của em là tự học. Sau đó hai thầy nhìn nhau, chỉ tay cho mình là ngồi xuống, và hai thầy nhìn nhau nói với nhau rằng tha sư cơ ủy hiến thiên tài. Có nghĩa là hai thầy nói là cô ấy là một nhân tài về một một thiên tài về ngôn ngữ, tức là nói tiếng Việt như của chúng ta, đó là một cái người mà có một cái gen học ngôn ngữ. Thế và sau đó thì một thầy trẻ hơn có hỏi mình là ở trong xem cái sơ yếu lý lịch thì em là người Việt Nam, thế và bây giờ đang làm giáo viên ở dưới Quảng Tây. Thế thì em cũng biết là ở dưới Quảng Tây có một cái dân tộc gọi là dân tộc Việt cái gì gì. Và sau đó thầy nói thì mình cũng nói là em nghe, em khi mà em cho học sinh thi môn khẩu ngữ thì có nghe một số bạn giới thiệu về cái dân tộc đó là dân tộc Kinh, ở dưới chủ yếu là vùng 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 Đông Hưng. Thế và các bạn ấy cũng chia sẻ một số những cái nét văn hóa tương đồng, cũng mặc áo dài, cũng đội nón lá. Thế nhưng mà nói chung là dù sao đi chăng nữa thì cũng không hoàn toàn giống hệt như là người Kinh ở Việt Nam. Thế và mình chia sẻ thì các thầy cảm thấy rất là thoải mái, mình cũng cảm thấy rất là thoải mái. Thế nhưng mà mình cũng nói luôn với các thầy là其实我之前我不知道复旦这么有名，然后昨天我来复旦之后，去逛了一下校园，我看到复旦这样子，我知道我肯定被刷下了。Có nghĩa là em thực sự là không biết trường Phúc Đán là như thế nào. Hôm qua em đến đây và em đã đi dạo một vòng trong trường và em thấy rằng trường Phúc Đán như thế này thì chắc chắn là em bị trượt rồi. Nghĩa là được đến một cái trường danh giá của Trung Quốc như thế này để mà phỏng vấn vào trường thì dù có bị loại, dù có bị trượt
thì em cũng cảm thấy hoàn toàn hài lòng, rất là mãn nguyện. Và xin tạm biệt các thầy và kính chúc các thầy sức khỏe. Nói xong câu đó thì mình đi đi ra, chào, lại cúi đầu chào và đi ra. Thế và mình lại hôm đó, sau ngày hôm sau thì bay về dưới Quảng Tây, bởi vì vẫn phải đi làm giáo viên mà. Thế nhưng mà chắc chắn trong lòng là bị trượt rồi, bởi vì trường của người ta danh giá như thế, mình là cái quái gì, một cái người vừa tự học tiếng Trung có 6 tháng bỏ, trong khi là các bạn ấy bao nhiêu người toàn bay từ Canada, bay từ Úc, bay từ Thái, bay từ Nhật, bay từ Hàn sang. Mình chỉ là một cái con bé người Việt Nam, nói chung là chả có cái điều kiện gì để mà vào học một cái trường quá danh giá như thế. Họ xếp thứ 40 của thế giới mà các bạn, số 3 của Trung Quốc và số 40 của thế giới. Thật sự là không ngờ sau đó thì mình cũng quên đi cái sự việc là mình đã từng lên Phúc Đàn để thi. Cho đến một buổi chiều nọ, thì khoảng một tuần sau, tự nhiên mình nhận được một cái email. Thế mà mình mở ra thì thấy rằng là nhà trường báo là "Kung xì, thống xuế, phê sáng kung xì nì, nì yì jing bay lưu chỉ là". Ôi các bạn ơi, mình nhớ là năm 1999 mình thi đỗ vào khoa văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mình cũng đã vui đến như thế, rất là hạnh phúc, bởi vì lúc đó rất căng thẳng. Thế và khi mà nhận được thông báo đỗ vào khoa văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, rất là hạnh phúc. Và lần thứ hai mình cảm thấy hạnh phúc hơn lần thứ nhất, đó là mình thi đỗ vào trường Đại học Phúc Đán. Thế và nhưng mà nói thật với các bạn là dù mình là người có khẩu ngữ rất tốt, nhưng không đủ, chưa đủ để học thạc sĩ bằng ngôn ngữ thứ hai đó. Các bạn biết không, tuần đầu tiên mình đi học rất là đau khổ. Tuần đầu tiên đi học là một cái môn mà cái gì làm trắc nghiệm ấy, để ra đề thi. Một cô giáo rất trẻ, khá là xinh, ngồi nói 4 tiếng các bạn ạ, 4 tiết cả một buổi chiều. Mình tuyệt vọng luôn, không hiểu một chữ gì, chứ đừng nói đến hiểu cô ấy đang nói gì. Hiểu cô đang nói gì chết liền, mình không hiểu một cái gì. Cái đầu của mình có cảm giác như cái đầu của mình nó sắp nổ tung, cái mắt của mình nó sắp nổ tung. Mình mệt mỏi vô cùng, mình đạp xe về nhà, đạp xe về ký túc xá. Thì Phúc Đán là một cái trường có điều kiện rất tốt, cho nên là phòng ở của lưu học sinh có cả bồn tắm. Mình xả nước vào bồn cọ, à, bờ, xin lỗi, thả nước vào bồn tắm và nằm ở trong đó khóc, tuyệt vọng, cảm giác là không, mình không thể theo được. Nhưng mình cố. Đến buổi thứ hai là buổi sáng bọn mình đi học lớp tiếng Hán cao cấp, thì khẩu ngữ của mình tốt nhất lớp và cái cách ăn nói cũng chững chạc, cho nên được bầu làm lớp trưởng. Thế và các bạn có một dàn, các bạn gọi là fan hâm mộ. Buổi học thứ hai là đã có một dàn fan hâm mộ, bởi vì cái môn Hán ngữ cao cấp đó là gồm có toàn bộ sinh viên trên toàn thế giới, trừ sinh viên Trung Quốc, sinh viên trên toàn thế giới ở cái khóa đó là đều phải đi học cái lớp đó. Và các bạn biết không, lớp đó thì có rất là nhiều các bạn người Mỹ này, người Anh, người Pháp, người Châu Phi, người Hàn Quốc, người Thái Lan, người Nhật Bản. Tất nhiên có một số bạn người Việt Nam nữa. Thì so với lại các bạn ấy thì khẩu ngữ của mình là nhất rồi. Thế cho nên là cái đó cũng là một cái niềm an ủi động viên và có vẻ là khởi sắc hơn cái buổi học đầu tiên. Đến buổi học ngày thứ tư là môn từ vựng. Ông thầy là một người Thượng Hải. Nếu các bạn hiểu về Trung Quốc thì các bạn biết là Thượng Hải nói tiếng Trung. Ôi mẹ ơi, cứ như là con rắn nó đang rít ấy các bạn ạ. Thầy dạy về từ vựng mà mình không hiểu một cái gì hết. Ôi tiếng tiếng phổ thông của người Thượng Hải nó khủng khiếp lắm các bạn ạ. Khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp. Mình tuyệt vọng. Tiếp tục đến ngày thứ năm. Ngày thứ năm thì chính là giáo sư mà phỏng vấn mình vào dạy mình môn đó, gọi là môn thứ hai vì yến xí tử, là cái môn mà lĩnh hội cái ngôn ngữ thứ hai. Thầy dạy, thầy hùng lắm các bạn ạ. Thầy là một giáo sư, thầy được phong giáo sư từ năm 36 tuổi, một trong những giáo sư về ngôn ngữ rất là nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng mà cực kỳ nổi tiếng, là cực kỳ thẳng thắn, cực kỳ nghiêm. Và sinh viên lưu học sinh, đặc biệt lưu học sinh ở sinh viên Trung Quốc đều rất sợ thầy, nhưng mình thì lại rất kính phục thầy. Thế và sau buổi dạy của thầy,
mình về viết cho thầy một lá thư